Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn vào 16 giờ 30 thứ bảy hàng tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát trực tiếp trên sóng truyền hình NTV và sóng phát thanh tần số 99,6 MHz và trên vệ tinh Vinasat 1. Chương trình được phối hợp với Sở Y tế Nghệ An và do Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC tài trợ. Thưa quý vị và các bạn, bệnh đái tháo đường hay còn gọi là bệnh tiểu đường thường được xem là bệnh nhà giàu. Tuy nhiên, hiện nay thì căn bệnh này đã không trừ ai, bất cứ người nào cũng có thể có nguy cơ bị mắc căn bệnh này. Điều tra mới nhất do Bệnh viện Nội tiết Trung ương thực hiện cho thấy tỷ lệ người mắc đái tháo đường tại Việt Nam thời gian qua đã tăng vọt. Sau 10 năm, tỷ lệ mắc căn bệnh này đã tăng gấp đôi, gần 6%, tức là có khoảng 4,5 triệu người mắc căn bệnh này. Ở Nghệ An thì tỷ lệ đái tháo đường chiếm 5,2%, tiền đái tháo đường tăng 13,2%. Riêng khu vực đô thị, số người bị đái tháo đường chiếm khá cao, tới 7,4%. Điều đó có nghĩa là số lượng bệnh nhân đái tháo đường trong toàn tỉnh năm 2005 chỉ có khoảng 90.000 người, thì đến nay đã tăng hơn 156.000 người. Điều đáng nói ở đây là số người mắc đái tháo đường có xu hướng tăng nhanh, nhưng số người phát hiện bệnh lại rất thấp. Theo kết quả nghiên cứu này, tỷ lệ người bệnh đái tháo đường trong cộng đồng không được phát hiện ở nước ta gần 64%. Và Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ người bệnh bị biến chứng cao nhất khu vực châu Á, tới 95%. Kiến thức chung về bệnh của người dân cũng rất là thiếu. Đó cũng là lý do mà hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay bác sĩ Nguyễn Văn Hoàn, Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Nghệ An. Vâng, để cùng trao đổi với chúng ta về những thắc mắc trong phòng và điều trị bệnh đái tháo đường. Xin chào bác sĩ ạ. Vâng, xin kính chào quý vị khán giả và các bạn nghe đài. Vâng ạ. Mọi thắc mắc của quý vị về phòng và điều trị bệnh đái tháo đường hãy gọi trực tiếp về số điện thoại 038 6262 999. Chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại của chương trình là 038 6262 999. Trước hết ạ, chúng tôi xin được trao đổi với bác sĩ. Thưa bác sĩ Nguyễn Văn Hoàn, là bác sĩ có thể cho biết là nguyên nhân do đâu mà số người mắc bệnh đái tháo đường ở Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng trong thời gian gần đây lại tăng vọt như vậy không ạ? Vâng, kính thưa quý vị nghe đài, trong những năm gần đây, số lượng người mắc bệnh đái tháo đường tăng vọt ở Việt Nam nói chung và ở Nghệ An nói riêng. Biên tập viên Hương Giang vừa nêu một con số về tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường ở Việt Nam và ở Nghệ An là con số rất chính xác. Thì qua cái điều tra của chúng tôi và qua cái đánh giá của Bộ Y tế, Dự án Phòng chống đái tháo đường quốc gia và Bệnh viện Nội tiết Nghệ An, những năm gần đây tỷ lệ bệnh, số lượng người bệnh đái tháo đường tăng rất nhanh. Nó do những nguyên nhân sau. Thứ nhất, cái việc tăng tốc độ và tăng số lượng người đái tháo đường là trước hết phải nói đến cái điều kiện kinh tế xã hội phát triển. Đời sống người dân nó cũng tăng nhanh, đặc biệt trong khoảng 2 thập kỷ lại này. Số tỷ lệ bệnh đái tháo đường tăng nhanh từ 3% năm 2005 ở Nghệ An và tăng lên 5,2%, 5,3% năm 2010. Như vậy bình quân một năm ở Nghệ An tốc độ tăng khoảng 0,47%. Ở Việt Nam chúng ta năm 2004 là 3%, thì đến năm 2012 đã lên 5,7%, gần 6%. Vâng ạ. Số lượng người bị bệnh đái tháo đường không được phát hiện tương đối cao, nó 64% đến 64% đến 70%, 64% ở toàn quốc và 70% ở Nghệ An. Như vậy cái lượng người trong cộng đồng đã bị chưa được phát hiện là rất lớn. Từ những nguyên nhân đấy, từ điều kiện kinh tế xã hội và những nguyên nhân khác, thì chúng tôi đưa ra kết luận là nguyên nhân số lượng bệnh nhân tăng trong những thời gian qua, cái thứ nhất là điều kiện kinh tế xã hội. Vì điều kiện kinh tế xã hội phát triển, đời sống người dân tăng, cho nên các yếu tố nguy cơ là càng nhiều. Ví dụ béo phì, cao huyết áp, rối loạn mỡ máu, bệnh tim mạch và tiền sử những người bị bệnh đái tháo đường. Cũng như là cái tuổi cao từ 40 trở lên. Trong các yếu tố đó thì trừ yếu tố về tuổi là không thể can thiệp được, còn các yếu tố khác thường thật. Và cũng do bị tác động và ảnh hưởng của điều kiện kinh tế xã hội, cho nên số lượng người bị bệnh tăng và tỷ lệ tăng. Cái nguyên nhân thứ hai đó là môi trường bị ô nhiễm. Chúng ta sống trong cái thời đại công nghiệp phát triển, đặc biệt công nghiệp
nông nghiệp nông thôn, người dân sử dụng hóa chất trừ sâu để phun thuốc để kích thích tăng trưởng cho các loại rau quả hoa màu thực phẩm, rồi trong nước uống và trong môi trường đều ô nhiễm, cho nên nó ảnh hưởng đến cái tác động đến cái bệnh lý của bệnh đái tháo đường và cũng làm nguyên nhân làm tăng số lượng. Thứ ba nữa là một cái nguyên nhân chủ quan, đó là từ lực lượng chuyên môn cán bộ y tế, và thứ hai nữa là người dân. Về y tế thì trình độ của hầu hết các đội ngũ cán bộ y bác sĩ được nâng lên, nhà nước đầu tư một cái số lượng trang thiết bị hiện đại, cho nên cái việc phát hiện sớm, phát hiện kịp thời bệnh cho người dân là góp phần vào cái làm tăng cái số lượng. Cái thứ hai nữa là người dân cũng tự qua các kênh thông tin truyền thông đại chúng thì người dân tự chăm sóc trong đó sức khỏe của mình, cho nên tự giác đến các cơ sở khám bệnh sớm. Cho nên cái lượng người mà bị đái tháo đường chưa được phát hiện thì do những cái hai cái nguyên nhân, do nguyên nhân chủ quan đó như chúng tôi vừa nêu. Thì tức là mấy năm nay là đấy, phát hiện ra nhiều hơn là đúng phát không? Hiện nhiều hơn. Vâng. Đặc biệt là số lượng được phát hiện hơn là ở chúng tôi cũng đánh giá cao ở cái vai trò của y tế và vâng ạ. Vậy thì cái dấu hiệu của bệnh nhân mà bị mắc bệnh đái tháo đường là như thế nào ạ thưa bác sĩ? Nói về dấu hiệu để phát hiện bệnh đái đường thì nó có hai dấu hiệu, hai nhóm dấu hiệu. Thứ nhất là cái dấu hiệu đặc hiệu để chẩn đoán bệnh đái tháo đường và dấu hiệu gợi ý. Cái dấu hiệu xác định đặc hiệu của bệnh, chẩn đoán đặc hiệu bệnh đái tháo đường đó là các triệu chứng lâm sàng: khát nước, uống nhiều, đi tiểu nhiều, mệt mỏi, cái người bệnh ăn nhiều nhưng vẫn gầy chút cân. Đây là cái triệu chứng lâm sàng. Thứ hai là người dân đã bị triệu chứng điển hình ấy, khi đi tiểu sau một thời gian ngắn thì ở nước tiểu có thể có ruồi bông, kiến đậu. Còn về xét nghiệm thì có ba cái xét nghiệm để xác định chẩn đoán. Một là đường huyết lúc đói sau khi nhịn ăn từ 8 đến 14 tiếng đồng hồ. Nếu xét nghiệm đường huyết trên 7 mmol, tức là trên 126 mg lên đến 9 lít thì có thể xác định là bị đái tháo đường. Thứ hai là sau 2 giờ, đúng 2 giờ uống 75 g đường khan, hoặc là sau bất kỳ thời điểm nào xét nghiệm đường huyết trên 11,1 mmol, tức 200 mg lên đến 9 lít thì có thể xác định là đái tháo đường. Đã. Thứ ba, gần đây Tổ chức Y tế Thế giới và Hiệp hội đái tháo đường của quốc tế đã xác định lấy cái HbA1c để trong xét nghiệm máu để xác định là bị đái tháo đường. Nó nồng độ từ 6,5% trở lên. Vâng ạ. Vậy thì bác sĩ có thể cung cấp một số cái chi tiết ngắn gọn, đó là bệnh đái tháo đường thì có mấy loại ạ? Chúng ta chỉ liệt kê tên thôi ạ. Vâng, bệnh đái tháo đường thì nó có nhiều loại, nhưng tóm lại chúng tôi thống kê có 4 nhóm, 4 cái thể. Một là đái tháo đường tuyếp 1, tức là cái thể hoàn toàn phụ thuộc insulin. Loại thứ hai đó là đái tháo đường tuyếp 2, là mắc phải trong quá trình sống, thường cái tuổi từ 30 trở lên. Và cái nhóm này thì nó cũng có nhiều thể kèm theo cái biến chứng bệnh. Loại thứ ba đó là thể đái tháo đường thai nghén, tức là người mang thai bị đái tháo đường. Và loại thứ tư là một số cái thể khác, đặc biệt khác. Đó là một là khiếm khuyết do gen. Thứ hai là bệnh lý của tuyến tụy. Thứ ba là do các bệnh nội tiết khác. Thứ tư có thể dùng một số cái hóa chất như corticoid và một số thuốc mà điều trị trong cái viêm kéo dài. Và thứ năm là nhiễm trùng. Và có một số ít khác nữa là do cái thể dấu được biến đen. Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Ôn quá nhá, hoa nữa ôn quá đấy. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát trực tiếp trên sóng truyền hình NTV và sóng phát thanh tần số 99,6 MHz và trên vệ tinh Vinasat 1. Hãy gọi trực tiếp về số điện thoại 0386262999 để nêu những thắc mắc của quý vị về phòng và điều trị bệnh đái tháo đường. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ xin được kết nối với điện thoại của các khán thính giả.
Rồi, ok. Vâng ạ. Xin chào anh ạ. Vâng. Vâng ạ, anh có thể, vâng, anh đến từ Bình Định đúng không ạ? Vâng. Vâng ạ, anh có thể... Anh là tôi hỏi gì thế này. Dạ. Tôi vừa rồi tôi có đi xét nghiệm máu mà người ta nói là bị đái tháo đường ấy. Nhưng mà không biết là hỏi cái nguyên nhân là do mình ăn ngọt nó nhiều quá là nó gây ra cái bệnh này, là trong cơ thể mình nó tự phát sinh ra bệnh này. Vâng, thưa anh, anh bị đái tháo đường không? Có thể là ăn nhiều đường là một trong những nguyên nhân nhỏ so với nhiều nguyên nhân khác. Có thể là quá trình bị đái tháo đường thì do nhiều yếu tố nguy cơ. Thứ nhất là... Vâng, vâng. Tại vì em nghĩ là em đâu có ăn đường nhiều lắm mà sao là mình lại bị cái bệnh đó không biết nữa. Nếu anh ăn nhiều đường thì không phải là nguyên nhân chính là bị đái tháo đường, mà có thể là do những nguyên nhân khác. Nhưng ăn nhiều đường cũng là một trong những nguyên nhân có thể là tạo cơ hội cho... Trên cơ sở anh đã có một số yếu tố nguy cơ khác sinh ra bệnh. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình bị bệnh cái đó thì mình đầu tiên là mình trước mắt là bác sĩ có dặn là ăn kiêng ăn đường ăn ngọt cái rồi còn những thức ăn mặn mình có nên kiêng những cái gì đó không bác sĩ ạ? Nếu anh đã bị đái tháo đường thì vấn đề ăn ngọt thì chúng tôi không khuyên anh là kiêng hoàn toàn. Anh có thể là giảm tối đa theo cái mức là ăn đường đơn, ví dụ đường mía, rồi đường mật, rồi mía, hoặc là các loại đường mà chế biến trong cái thực phẩm để giảm. Còn anh có thể ăn hoa quả, những hoa quả ngọt ít cũng có thể ăn, chứ không phải kiêng hoàn toàn. Còn mặn thì nếu anh bị kiêng một số cái bệnh khác, ví dụ bệnh thận, bệnh cao huyết áp, bệnh tim mạch thì anh có thể giảm ăn mặn để đề phòng những cái biến chứng của bệnh xảy ra. Vâng ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ và cảm ơn anh đã gọi điện về cho chương trình ạ. Và chúng tôi sẽ tiếp tục kết nối điện thoại với vị khán thính giả tiếp theo ạ. Xin chào khán thính giả. Alo. Vâng ạ. Vâng, xin chào anh ạ. Anh có thể giới thiệu một chút về mình được không ạ? Anh gọi điện thoại từ đâu ạ? Dạ, em tên Quân. Vâng. Em ở Hải Phòng. Anh ở Hải Phòng ạ. Vâng ạ, ở ngoài Hải Phòng thì anh có hay theo dõi chương trình sức khỏe của bạn của NTV không ạ? Vâng, em tên Quân, em ở Hải Phòng. Vâng, vâng ạ. Vâng, vâng, anh có thể trao đổi trực tiếp thắc mắc của mình với bác sĩ đi ạ. Có đi ạ. Vâng, cho mọi... Anh ơi, anh có thể đứng cách xa máy thu, đứng cách xa máy TV hoặc là đài radio đi ạ, bởi vì nó bị nhiễu sóng ạ. Vâng, xin cảm ơn anh. Vâng, rồi. Vâng ạ, anh trao đổi với bác sĩ đi ạ. Vâng, bác sĩ cho hỏi là triệu chứng của bệnh đái tháo đường và cách phòng ngừa như nào? Vâng, thưa anh Quân. Triệu chứng của bệnh đái tháo đường thì như lúc nãy chúng tôi đã nói ở trên đài, chúng tôi xin nhắc lại này. Bệnh đái tháo đường nó có triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng. Những triệu chứng lâm sàng điển hình anh có thể phát hiện được đó là uống nhiều, đi tiểu nhiều. Anh khát nước, uống nhiều, đi tiểu nhiều, nhưng người mệt mỏi. Anh có thể ăn rất khỏe nhưng người sút cân. Đấy là triệu chứng điển hình. Còn triệu chứng gợi ý để rồi anh đi kiểm tra, đó là anh có thể kèm theo một số cái biến chứng, cái triệu chứng biến chứng ở bệnh, ví dụ như ở mắt, ở thận, ở huyết áp, tim mạch vân vân, thì gợi ý anh đi kiểm tra thêm các cái xét nghiệm máu để phát hiện. Còn triệu chứng về xét nghiệm thì anh có thể, khi anh xét nghiệm thấy những cái triệu chứng này thì anh có nghĩ đến bệnh đái tháo đường. Một là anh xét nghiệm đường huyết lúc đói sau ăn 8 giờ đến 14 giờ mà lượng đường trong máu là trên 7 mmol trên lít hoặc là trên 126 mg trên decilit thì anh có thể nghĩ là được xác định đái tháo đường. Cái này khi phát hiện này anh nên xét nghiệm 2 lần cùng giờ trong 2 ngày liền nhau hoặc khác nhau. Thì nếu kết luận như thế anh có thể nói là bị. Cái thứ hai, anh xét nghiệm sau khi uống 2 giờ uống 75 g đường, hoặc là anh xét nghiệm bất kỳ vào thời điểm nào trong ngày mà đường huyết trên 11,1 mmol tức là trên 200 mg trên decilit thì anh bị đái tháo đường. Đó là triệu chứng. Và cách đề phòng thì thế này, khi anh chưa bị thì tốt nhất là định kỳ
hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng hoặc năm anh đi kiểm tra, xét nghiệm toàn diện để phát hiện xem mình có bị hay không. Nếu anh đã có các yếu tố nguy cơ thì đến 3 tháng, 6 tháng hoặc trực tiếp hàng tháng đến các cái phòng tư vấn của chương trình phòng chống đái tháo đường trên toàn quốc, ở Hải Phòng các anh cũng có, tại trung tâm y tế dự phòng hoặc tại bệnh viện Việt Tiệp có, anh sẽ được tư vấn. Vâng, anh có hỏi gì thêm ạ? Vâng ạ. Xin cảm ơn anh ạ, đã gọi điện về cho chương trình ạ. Và chúng tôi xin được dành thời gian để kết nối điện thoại với vị khán thính giả tiếp theo ạ. Vâng ạ, xin chào khán thính giả đến từ Hà Nội ạ. Vâng ạ, xin chào anh ạ. Vâng ạ, trong lúc chờ đợi kết nối lại với vị khán thính giả đến từ Hà Nội thì chúng tôi xin được nêu câu hỏi của anh Võ Anh Tuấn ở địa chỉ anhtuấn2911a@gmail.com. Thưa bác sĩ, những đối tượng nào thuộc nhóm nguy cơ cao mắc bệnh đái tháo đường có phải là những người hay uống rượu bia không ạ? Xin mời bác sĩ tư vấn cho anh Tuấn ạ. Vâng, thưa anh Tuấn, những người thuộc trong nhóm có nguy cơ cao bị đái tháo đường đó gồm những cái người này. Một là anh thuộc đối tượng béo phì, có thể là béo bụng, có thể là béo thừa cân. Theo đến y tế người ta xác định anh là đối tượng béo phì thì anh là một trong những người có nguy cơ cao. Thứ hai, anh có bệnh tim mạch, đặc biệt bệnh cao huyết áp. Thứ ba là anh có rối loạn mỡ trong máu. Thứ tư, anh tiền sử gia đình của anh có người trong nội tộc bị đái tháo đường, ví dụ bố mẹ rồi anh chị em ruột. Thứ năm là tuổi từ 40 trở lên. Và một số cái yếu tố khác là thuộc trong cái đối tượng nhỏ yếu tố nguy cơ, và đặc biệt là trong cái điều kiện ăn uống không hợp lý. Có thể trong cái môi trường bây giờ sống theo tác phong sống công nghiệp, ăn nhiều chất béo và ăn nhanh, ít hoạt động thể lực và làm trong cái môi trường có điều hòa, vân vân. Thế thì còn uống rượu bia, rồi bia mà hợp lý thì không phải là cái đối tượng nguy cơ. Còn uống quá nhiều, uống không hợp lý thì đó là đối tượng có nguy cơ. Nếu anh là người rơi vào cái đối tượng mà uống nhiều và không hợp lý thì anh là một trong những người là thuộc nhóm đối tượng có nguy cơ cao để bị đái tháo đường. Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ ạ, và chúng ta sẽ tiếp tục kết nối điện thoại với các khán thính giả. Vâng ạ, xin chào anh ạ. Alo, biên tập viên Hương Giang xin nghe ạ. Chào chị. Em định hỏi là vì bệnh tiểu đường mà nếu mà mình có giảm ăn đường hay là mình ăn bằng bình thường thì? Vâng. Chế độ ăn của người bệnh đái tháo đường, nếu chị bị đái tháo đường rồi thì chị có thể là giảm ăn đường tương đối chứ không phải giảm tuyệt đối. Có nghĩa là chị không nên ăn những cái đường trực tiếp như đường mía rồi đường mật ong vân vân, trực tiếp pha nước hoặc là sản xuất trong những cái bánh kẹo, những cái thực phẩm quá ngọt, chứ chị không kiêng toàn bộ. Chị có thể ăn hoa quả, có thể ăn những cái hình thức những cái trái cây mà nó ngọt vừa để nó vẫn cung cấp đủ năng lượng cho chị. Cái thứ hai nữa là các chế độ ăn khác thì chị nên không cấm chị ăn kiêng như người ta thường nói là giảm lượng gạo đi, giảm lượng thịt, lượng đạm đi, mà chị vẫn ăn đủ, nhưng chị phải chia thành nhiều bữa nhỏ và ăn một cách hợp lý, nên ăn đúng giờ trong ngày, kèm theo gì uống thuốc nữa. Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ và cảm ơn khán thính giả đã gọi điện về cho chương trình ạ. Và chúng tôi sẽ tiếp tục kết nối điện thoại với vị khán thính giả đến từ Ninh Bình ạ. Alo, chương trình sức khỏe của bạn xin nghe ạ. Vâng. Vâng, đây anh như câu hỏi đi ạ. Nó nhỏ quá. Vâng ạ. Anh cứ hỏi đi ạ.
À vâng, tôi muốn hỏi bác sĩ thế này, tôi năm nay 58 tuổi, tôi cái người nó mỏi mệt mà tôi lên trung tâm huyện là tôi thử máu, thử nước tiểu, bác sĩ bảo không có vấn đề gì cả mà trong người nó cứ mỏi mệt, nó cứ ủ rũ, người nó thế nào ấy. Vâng. Thưa bác cái này, khi bác mỏi mệt thì có thể do nhiều nguyên nhân. Có thể yếu một trong những cái nguyên nhân của nhiều bệnh, ảnh hưởng của nhiều bệnh. Nếu bác kiểm tra máu, nếu người ta bảo không đái tháo đường thì có một trong hai cái phương pháp. Một là bác đi một cơ sở khác để kiểm tra lại xem mình có bị đái tháo đường hay không. Hai là bác có thể đi kiểm tra những cái chuyên khoa khác để xem bác có bị bệnh khác hay không. Khi bác kiểm tra toàn diện như thế, người ta khẳng định bác không bị đái tháo đường hoặc là khẳng định bác bị một cái bệnh gì đó thì bác sẽ dưới sự tư vấn của bác sĩ bác điều trị, chứ không phải cứ mệt mỏi và 58 tuổi là bác bị đái tháo đường đâu. Bác nghe rõ không ạ? Vâng ạ, bác nghe rõ nhá. Bác có thắc mắc gì thêm không ạ? Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ và cảm ơn bác đã gọi điện về cho chương trình ạ. Vâng ạ. Trong lúc tiếp tục chờ kết nối với các khán thính giả tiếp theo thì chúng tôi xin hỏi một câu hỏi của chị Lương Thị Hoa ở địa chỉ hoalương88a@gmail.com. Thưa bác sĩ, tôi nghe nói phụ nữ mang thai cũng có nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường. Vậy xin hỏi bác sĩ có đúng như vậy không? Và nếu mắc bệnh thì có nguy hiểm đến mẹ và thai nhi và ảnh hưởng đến trí tuệ và sự phát triển của con sau này không ạ? Xin mời bác sĩ tư vấn cho chị Hoa. Vâng, thưa chị Hoa, có thể nói thế này, không phải tất cả người phụ nữ nào mang thai đều có nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường. Nếu mà nói như thế thì không ai dám mang thai cả. Thì còn những người mang thai có thể có nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường thì nó rơi vào trường hợp này. Nếu như trước đây chị đã từng sinh con là từ 4kg trở lên thì chị là một trong những cái đối tượng có yếu tố nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường. Còn người mang thai bị đái tháo đường hay không bị thì nó phân thành hai cái thể, phân biệt ra hai cái cụm từ thế này. Có thể là người bị đái tháo đường rồi mới mang thai thì đó không phải là yếu tố nguy cơ, nhưng mà cũng có thể là người mang thai mắc đái tháo đường thì người ta gọi là đái tháo đường thai kỳ. Thế thì những người bị đái tháo đường thai kỳ thì nếu không được khám và phát hiện chăm sóc kịp thời thì có thể có những nguy cơ đến cả mẹ và con. Còn nếu được phát hiện sớm rồi được chăm sóc, theo dõi, điều trị quản lý tốt thì không có ảnh hưởng gì cả, kể cả mẹ cũng như thai nhi. Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Và chúng ta sẽ tiếp tục kết nối điện thoại với khán thính giả. Xin chào khán thính giả đến từ Hải Dương ạ. Dạ, biên tập viên Hương Giang xin nghe ạ. Em muốn hỏi, em đang xem kịch bác sĩ tư vấn là cái chuyện đái tháo đường ấy. Vâng. Vâng ạ. Có trục trặc về đường truyền nên chúng tôi xin được chuyển sang một câu hỏi của khán giả từ địa chỉ donghahta@yahoo.com.vn và nhiều khán thính giả khác có hỏi. Thưa bác sĩ, những người mắc bệnh đái tháo đường không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ có nguy cơ bị những cái biến chứng như thế nào ạ? Xin mời bác sĩ tư vấn cho các khán thính giả đấy. Những người bị đái tháo đường nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời hoặc được phát hiện không được điều trị kịp thời thì có thể mắc một số cái biến chứng, trước hết là các biến chứng về cấp tính. Biến chứng cấp tính thường gặp 5 loại. Một là có thể là nhiễm toan xê tôn và hôn mê do nhiễm toan xê tôn. Biến chứng cấp tính thứ hai đó là hôn mê do tăng áp lực thẩm thấu, tức là không do tăng xê tôn. Thứ ba là nhiễm toan và hôn mê do nhiễm toan lắc tích. Thứ tư là hôn mê do hạ đường huyết, có thể là do nhiều nguyên nhân hạ đường huyết, chúng tôi dẫn đến hôn mê. Và thứ năm nữa là một số cái biến chứng nhiễm trùng cấp. Thì biến chứng loại thứ hai là biến chứng mãn tính, thì thường rơi vào cái biến chứng ở các cái mạch máu, ví dụ như bệnh tim mạch thì có mạch máu lớn, thì có vỡ xơ động mạch, có tai biến mạch máu não, có tăng huyết áp, rồi các cái bệnh của chi dưới, như bị tắc động mạch chi dưới hoặc là dẫn đến kết hợp với bệnh thần kinh nhiệt huyết và có thể dẫn đến cắt cụt, cắt bản chi.
Và những biến chứng nhỏ là ở xảy ra ở thận thì thường người bệnh có thể là có những cái biểu hiện là nhẹ thì mờ mắt, nặng thì có những cái triệu chứng như glaucoma, rồi có những cái triệu chứng là đục nhân mắt và dẫn đến phải thay thủy tinh thể. Hoặc là bệnh ở thận thì có suy thận. Thì cái biến chứng mãn tính khác thì ở thần kinh thì có thể là chiều dưỡng thần kinh dẫn đến là loét các cái nhẹ thì tê bì đầu đầu chân tay, mà nặng thì có thể đến mất cảm giác và dần dần có thể đến là bị hoại tử và cũng cắt đoạn chi. Vâng ạ. Được rồi. Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ, và chúng ta tiếp tục kết nối với bác Hoạt đến từ Đắk Lắk ạ. Biên tập viên Hương Giang xin nghe ạ. Dạ dạ. Alo, đang nghe đây ạ. Vâng, xin chào bác ạ. Bác có thể trao đổi trực tiếp với bác sĩ đi ạ, những thắc mắc của mình. Vâng. Tôi xin hỏi bác sĩ ơi, em tôi năm nay 42 tuổi, mà sao mà lâu giờ là thời gian có một năm này mà tôi cứ đi vào quan hệ vợ là sao cứ thấy trong người nó mệt mỏi, mà sức khỏe nó không không có, mà cứ kiểu đi lại vợ một lần là mà cứ kiểu nằm liệt luôn, mà chân ta nó lạnh buốt hết, là nguyên nhân có nguyên nhân bệnh gì không ạ? Muốn hỏi bác thì bác có bị cái bệnh gì khác ngoài cái này không ạ? Dạ không, chỉ có một bệnh là bệnh dạ dày, đau dạ dày không ạ? À vâng. Thế thì có thể tư vấn với bác thế này. Vì bác bị bệnh dạ dày thì nó cũng là một trong những nguyên nhân nó ảnh hưởng đến rối loạn nội tiết. Thì cũng không loại trừ là cái việc mỗi lần bác sinh hoạt vợ chồng thì nó có những cái mệt mỏi. Thì do cái do nhiều yếu tố trong đó thì có nguyên nhân của bệnh dạ dày. Thứ hai là bác có thể là đi kiểm tra thêm các cái bệnh nội tiết khác, ví dụ bệnh đái tháo đường. Bởi vì một trong những cái triệu chứng, những cái bệnh lý của người bệnh đái tháo đường, biến chứng sau một thời gian đó là giảm khả năng sinh lý. Và đây là một trong những nguyên nhân rất là nhiều gia đình là nó cái hạnh phúc nó giảm đi, và có những cái khúc mắc trong tình cảm vợ chồng là do cái biến chứng của bệnh. Thế bác có thể đi kiểm tra thêm về bệnh đái tháo đường xem nó có phải là cái gợi ý không. Nếu không có thì bác lại có thể khám các cái chuyên khoa khác, trong đó phải tập trung điều trị cái dạ dày cho tốt. Vâng. Dạ. Xin cảm ơn bác sĩ và cảm ơn bác đã gọi điện về cho chương trình ạ. Thời gian còn lại chúng tôi xin được tiếp tục kết nối với một vị khán thính giả đến từ thành phố Vinh ạ. Alo, biên tập viên Giang xin nghe ạ. Vâng, tôi xin hỏi bác sĩ, nghĩa là tôi năm nay 50 tuổi, cao khoảng 1m7, nặng khoảng 75 cân, thì có phải là đã thuộc vào cái người béo hay chưa, là có thể là có cái nguy cơ của cái bệnh tiểu đường hay không? Vâng. Và muốn phòng chống nó thì cái chế độ ăn uống thì nên như thế nào? Vâng. Thưa bác, bác cao 1m7, nặng 75 cân, chắc chắn là bác thuộc đối tượng là béo phì độ 1. Thế thì bảo đéo béo phì từ độ 1 trở lên thì đó là một trong những đối tượng thuộc là có yếu tố nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường. Thế thì cách tốt nhất chúng tôi khuyên bác thế này, nhất là bác nên tăng cường cái luyện tập cái thể lực, có thể là bằng trong cái điều kiện cụ thể của bác và sức khỏe của bác để bác tập dài hay ngắn, nhưng tối thiểu một ngày thì được khoảng 30 đến 30 phút. Bạn có thể đi bộ, có thể là tập các cái môn thể thao khác để cho giảm cái trọng lượng cơ thể. Thứ hai là chế độ ăn bắt giảm, chế độ ăn mỡ động vật. Và cũng tăng cường ăn các cái loại chất xơ để cho nó giảm trọng lượng. Và thứ ba nữa là bạn có thể, nếu như cảm thấy có thể đến tư vấn của bác sĩ ở một cái điều kiện nhất định, người ta xem có cái bệnh gì kèm theo nữa thì để người ta điều trị cho bác, để kết hợp giảm cái lượng, làm sao mục tiêu cuối cùng là giảm cân nặng xuống, đặc biệt là giảm cái lượng mỡ ở bụng nếu bác có. Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ ạ, và cảm ơn bác đã gọi điện về cho chương trình ạ. Lúc này thì chúng tôi vẫn đang còn nhận rất nhiều số điện thoại của khán thính giả gọi điện về cho chương trình, và đã có
đến phần cuối của chương trình thì vẫn còn rất nhiều điện thoại. Tuy nhiên do thời lượng của chương trình đến đây là hết nên chúng tôi xin hẹn quý vị khán thính giả là chúng tôi sẽ tiếp tục tư vấn về phòng và trị bệnh đái tháo đường trong những cái chương trình sau. Còn bây giờ thì xin được cảm ơn bác sĩ Nguyễn Văn Hoàn, giám đốc Bệnh viện Nội tiết Nghệ An đã tham gia cùng chúng tôi trong chương trình này. Quý vị có thể xem lại chương trình vào lúc 14:15 chiều thứ hai tuần sau trên sóng truyền hình NTV và nghe lại chương trình vào lúc 7 giờ sáng chủ nhật hoặc 7 giờ sáng thứ năm tuần sau trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Quý vị cũng có thể xem lại trên website truyenhinhnghean.vn hoặc radiovietnam.vn. Trong chuyên mục sức khỏe của bạn tuần sau, chúng tôi sẽ tư vấn về chủ đề phòng và điều trị bệnh nghe kém. Quý vị có thể gửi những thắc mắc của mình liên quan đến phòng và điều trị bệnh nghe kém qua đường bưu điện về địa chỉ chuyên mục sức khỏe của bạn Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, số 1 đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, hoặc email sức khỏe của bạn ntva@gmail.com. Quý vị có thể gọi điện thoại đăng ký tư vấn vào số 0386262999. Xin cảm ơn công ty cổ phần dược phẩm OPC đã tài trợ cho chương trình này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.